Luna đang chơi với thằng em thì mẹ đi chợ về lại có tiền lẻ để ăn quà rồi. Khoan đã, tiền vừa chạm đến tay đã bị cướp mất chỉ vì thằng em có ống tiết kiệm. Thôi thì một điều nhịn chín điều lành, Wooden phải tranh thủ làm ống tiết kiệm có 102. Từ cái vỏ chai nước này cắt bỏ chỉ lấy phần đầu thôi nha. Thêm một chiếc bìa cắt tông lót bên dưới để làm phần đáy, cố định chúng lại bằng keo hoặc là băng dính đều được. Vẽ vời một tí có ngay thần Kim Quy, chúa tể căn giữ, ông hoàng tài lộc. Nhìn thần rùa cute đáng yêu thế này có thể sẽ mang tới cho Wooden hàng chục tỏi đồng đó. Muốn ăn thì lăn vào bếp, chắc chắn mỗi khi đi chợ về mẹ sẽ thấy con rùa này đầu tiên và mẹ không thể nào bỏ qua được sự xinh xắn này được. Cứ thế này chả mấy chốc Wooden có tiền mua iPhone 15 và có tiền đi đu idol nữa. Cùng làm thử và đừng quên follow sổ tay Wooden để xem nhiều thứ heo nữa nhé. Wooden đi chơi về thì thấy thằng em đang khóc thút thít, thì đây là trong giờ kiểm tra miệng nó cho bạn mượn vở ghi chép. Tính qua được mắt thầy cô mà dễ à, đúng là khôn nhà dạy chợ. Lần này quyết không bỏ qua, Wooden đã có cách phải khiến cho bọn lười học không thể nào mượn vở em trai mình được nữa. Thay vì phải dán nhẫn vở, tại sao không in luôn cái tên của mình lên sổ các môn học, in lên bìa các môn nào là ngữ văn, sinh học và lịch sử. Sổ tay Wooden mà in tên lên thì nhìn sang xịn mịn lắm nha. Cùng làm thử và đừng quên follow sổ tay Wooden để xem nhiều thứ hay ho nữa nhé. Wooden xúi thằng em mang kẹo dẻo marshmallow đi nướng mà xém nữa thì cháy nhà. Không sao, Wooden đã có cách ăn kiểu mới chỉ với vài miếng bánh Oreo. Đến thằng em trai cũng phải ghiền, dùng chiếc dĩa ba chân để đập nhỏ cái bánh này coi bộ không hiệu quả bằng chai nước mắm của mẹ. Phải công nhận thằng em có nhiều pha kiến tạo thông minh ghê. Chưa đầy 3 phút, chiếc bánh đã vỡ thành trăm mảnh. Tiếp theo phải đổ một chút sữa tươi không đường trộn đều với vụn bánh đến khi hỗn hợp đặc sệt thì nhăn tay phủ lên một lớp marshmallow mềm mềm dai dai. Xong rồi phải đem bánh đi nướng ngay lập tức. Trong trường hợp không có lò nướng thì nồi chiên không dầu là lựa chọn sáng suốt nhất. Lúc nướng thì hết mình mà lấy ra thì hết hồn. Nhìn xém xấu xí vậy thôi nhưng mà tan ngay trong miệng. Món này ngon tới mức ăn một lần mà nhớ cả đời luôn đó. Xứng danh là đệ nhất mỹ vị. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Cùng làm thử và đừng quên follow sổ tay Wooden để xem nhiều thứ hay ho nữa nhé. Wooden bắt quả tang thằng em trai đang mon men trộm tiền chị nó nhá. Hãy chà 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 chà. Này nhá. Không thể chủ quan, Wooden sẽ làm ngay một ống tiết kiệm mà nó không bao giờ nghĩ ra được. Tận dụng luôn cái hộp bánh mới ăn hôm qua còn chưa kịp vứt. Nhớ là bịt kín các khe hở bằng băng dính, chỉ để lại một lỗ nhét tiền vào thôi. Một công đôi việc, làm luôn một cái bảng kiểm kê ngay trên ống tiết kiệm. Thế này mới dễ quản lý chính xác là bao nhiêu tiền được tiết kiệm. Điền tất tần tật mận gái vào đây, biết đâu lên voi xuống cún. Giờ thì chỉ còn việc đút tiền vào đây nha. Mở bát hẳn 3 tờ cho xôm, đừng quên đánh dấu tài sản mà mình đã tích cóp vào. Tên. Ống tiết kiệm siêu chắc chắn mà còn đánh lạc hướng được thằng em trai. Cùng làm thử và nhớ follow Wooden để xem nhiều thứ hay ho nhé. Wooden đi học về mà nhà cũng bừa bộn không chịu được. Mẹ mới vắng nhà một hôm thôi mà thằng em đã dở nết lười biếng còn lên mặt. Sao chị không làm đi? Được rồi, chị sẽ bắt thằng em trai làm việc nhà chỉ với một tờ giấy. Nhà gì đâu, toàn là giấy A4. Lại phải mua kéo cắt thành hình vuông, gập bốn góc lại với nhau sao cho cái đầu nhọn luôn ở chính giữa. Lật lại mặt sau cũng làm tương tự như thế. Tính ra cái trò này cũng lâu ghê, từ thời chưa có iPhone, iPad nữa. Đúng là trò chơi nhân phẩm. May mắn thì rửa bát quét nhà, su cà na thì dọn cất con cún. Được rồi, cùng xem ở lười thì có gặp lằn không nha. Nếu đã chọn nam 3 lần thì phải rửa bát. Có chơi có chịu, coi bộ rửa bát cũng nhẹ nhàng. Tới lượt Golden sẽ chọn hướng bắc 1000 lần. Tưởng bắt chị làm việc nhà mà dễ à. Cùng làm thử và đừng quên follow sổ tay Golden để xem nhiều thấy ho nữa nhé. Golden đang đói meo cả bụng, gặp ngay thằng em trai cho hẳn một miếng bim bim. Khoan, cay quá đi mất, ăn bim bim mà được tặng kèm cả quả ớt. Phải chị thằng em trai láo tét này mới được. 20 năm cuộc đời Golden chưa thấy đứa nào ghiền kẹo nổ bằng thằng em trai. Ăn miếng trả miếng, Golden sẽ cho toàn bộ phần hạt của quả ớt cay nhất Việt Nam vào đây, trộn đều và dán lại miệng túi kẹo như chưa có chuyện gì xảy ra. Để số kẹo nổ này bên trên bịt thật dai dai. Ủa nhưng mà thắc mắc nha, ăn thật với lại kẹo nổ có ngon không mà thằng em mê dữ vậy? Không ngoài dự đoán, thằng em đã mắc bẫy, đổ một lần hết chỗ kẹo nổ có chứa hạt ớt thế kia, bảo sao mà không cay. Đúng là miếng ăn là miếng nhiều. Cùng làm thử và đừng quên follow sổ tay Golden để xem nhiều thứ ho nữa nhé. Golden quá là hậu đậu, làm rớt nguyên cái hộp nhẫn xuống nước. Trong cái rủi có cái xui, nó lại là của thằng em nữa chứ. Thì ra nó sắp tỏ tình con bé hàng xóm. Vậy thì chờ đó, việc này để Golden lo. Lật cái mặt bóng của tờ giấy dán nhãn vỡ, xin chút màu sáp của bà chị họ, đổ keo nến vào thì màu sẽ tự động tan ra. Gập tờ giấy lại và ép mỏng, đang tranh thủ làm thêm nhiều màu nữa, tới lúc ép thì báo luôn cả cái bàn. Đợi cho keo khô thì nhẹ nhàng lấy ra, dùng bút vẽ vài đường cơ bản để tạo hình cho chiếc nhẫn. Kinh nghiệm học thủ công 3 năm cấp 1, coi bộ cũng ra gì đấy. Chả mấy chốc đã sở hữu một bộ sưu tập nhẫn, lựa ra 2 chiếc nhẫn đẹp nhất để cho thằng em trai. Nhưng mà khoan, dám để thư tỏ tình ở đây. Tới công chuyện với chị rồi, Wooden sẽ pha kê lại tờ giấy này từ thích thích thành ghét ghét luôn nha, cho chừa cái tội mới tí tuổi đầu mà yêu vi đương. Trả lại cho thằng em trai có mấy cái nhẫn mà nó khen nức nở, lúc đi hết mình lúc về coi hết hồn nha. Cùng làm thử và đừng quên follow sổ tay Wooden để xem nhiều thứ ho nữa nhé. Wooden đang học bài mà thằng em dám công khai trêu ngươi hiếp sáo, quá tham ba bận không thể nhịn thêm.
Buddha sẽ làm cái kèm từ cái ống hút này, cắt nhọn một đầu ống hút. Để khuất đại âm thanh thì cần phải thêm một chai coca nữa. Đục một lỗ trên cái nắp chai, lỗ này cũng bé bé thôi, giao cho nhít vừa cái ống hút vào là được. Tiếp theo thì cắt nửa cái chai, lấy phần đầu, trông giống một cái loa rồi đó. Nhít ống hút vào trong lỗ. Lưu ý, đầu nhọn để ở ngoài để thổi. Một chiếc kèn mini của Wooden thì không thể nào xấu như thế này được. Thêm một chút hoa lá cằn từ cái bìa vở này cho xinh. Tin được không? Chỉ với 1 phút 30 giây là đã có ngay một cái kèn. Thời tới, tranh thủ lúc thằng em đang ngủ thì phục thù. Cùng làm thử và đừng quên follow Wooden để xem nhiều thời hạn nữa nhé. Wooden để hộp tiết kiệm mãi mà không đầy. Nhìn thế này chắc chắn 100% thằng em trai đã giở trò để lấy tiền đi mua bim bim. Vậy thì phải tịch thu bằng chứng. Lấy độc trị độc, Wooden sẽ làm chiếc túi đựng tiền mới bằng vỏ bim bim. Trước hết phải đem đi rửa sạch và phơi khô đó nha. Lấy cái dây khóa kéo của tiệm may nhà bên cạnh, dán hai bên lề vào miệng túi bim bim. Kể ra chiếc túi này đựng được quá trời bút đấy chứ. Nhưng mà vì tương lai tiết kiệm được tiền đi đua idol, Wooden quyết đựng tiền chứ không đựng cái khác. Nhét toàn bộ tiền vào đây và đựng trong tủ thì thằng em có mà tìm đằng trời. Quá là thông minh. Cùng làm thử và đừng quên follow sổ tay Wooden để xem nhiều thứ heo nữa nhé.